Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua các dự luật mới nhằm kiểm soát giao dịch tiền tệ để ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động tài trợ cho khủng bố. Trong các dự luật này, ngoài áp dụng đối với tiền mặt sẽ bổ sung các quy định kiểm soát liên quan đến tiền điện tử hay các tài sản mã hóa. Theo đó có 6 dự luật được Nhật Bản thông qua nhằm tăng cường các biện pháp chống rửa tiền, bao gồm luật chống chuyển tiền liên quan đến hoạt động phi pháp, luật thương mại, ngoại thương và luật đóng băng tài sản của các tổ chức khủng bố quốc tế theo quy định mới các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tiền gửi hay các tài sản mã hóa sẽ có nghĩa vụ thu thập và chia sẻ thông tin khi cần thiết tương tự như đã thực hiện đối với các giao dịch tiền mặt trước đây các tài sản mã hóa và stablecoin một loại tiền ảo có giá trị được liên kết với các loại tiền pháp định như đô la mỹ hay đồng euro bên cạnh đó họ cũng phải đảm bảo thường xuyên cập nhật danh sách các cá nhân và tổ chức phải chịu lệnh trừng phạt trước khi thông qua các dự luật này lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế cho rằng các biện pháp của Nhật Bản hiện nay là không phù hợp, nếu không cải thiện, Nhật Bản có khả năng sẽ bị đưa vào nhóm các nước cần tăng cường theo dõi. Trên thực tế, nếu như luật của Nhật Bản không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế thì các hoạt động của các doanh nghiệp từ Nhật Bản sẽ gặp trở ngại, chẳng hạn giao dịch với các nước ở nước ngoài sẽ lâu hơn do cần phải thực hiện thêm các bước xác minh cùng với các dự luật tăng cường biện pháp chống rửa tiền nhật bản cũng tăng cường các biện pháp kiểm soát như sử dụng trí tuệ nhân tạo ai để phân tích phát hiện các giao dịch đáng ngờ theo đó các ngân hàng lớn và ngân hàng khu vực đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện các giao dịch bị nghi ngờ rửa tiền hệ thống giám sát theo dõi mọi giao dịch nếu có giao dịch đáng ngờ vượt quá tiêu chuẩn về số lượng giao dịch hay lượng tiền giao dịch sẽ phát ra cảnh báo nhưng để mang lại hiệu quả thì phải tăng cường sự liên kết giữa các ngân hàng hiệp hội ngân hàng nhật bản cho biết các biện pháp giám sát cần thực hiện đồng bộ bởi các ngân hàng vì nếu một ngân hàng đang thực hiện các biện pháp hiệu quả nhưng ngân hàng khác chưa đáp ứng tiêu chuẩn chung thì có thể xuất hiện lỗ hỏng để các tội phạm có thể lợi dụng để thực hiện các hành động phi pháp nhật bản hiện chỉ được đánh giá thấp thứ hai trên thang điểm bốn bậc về hiệu quả chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của các tổ chức tài chính trong đó lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế đánh giá biện pháp phòng ngừa tại các tổ chức tài chính lớn của nước này khá tốt nhưng các cơ quan tài chính nhỏ vẫn còn nhiều hạn chế nhật bản cần cải thiện nếu không muốn bị xếp vào nhóm cần tăng cường theo dõi